Thư xin kính chào quý vị và các bạn. Và sau đây sẽ là dự báo thời tiết tỉnh Lâm Đồng cho đêm nay và ngày mai, 20 tháng 3 năm 2022. Quý vị thân mến, trong 24 giờ qua, thời tiết trong toàn tỉnh là mây thay đổi đến nhiều mây, ngày trời nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông nhiều nơi, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3. Và trong 24 giờ tới, tỉnh Lâm Đồng chịu ảnh hưởng rìa đông nam, vùng áp thấp phía Tây phát triển chậm dần sang phía Đông, kết hợp rìa Bắc rãnh áp thấp xích đạo, có trục ở khoảng 4 đến 7 độ vĩ Bắc. Trên cao ảnh hưởng rìa Tây, hoàn lưu áp cao cận nhiệt đới. Do vậy, thời tiết trong toàn tỉnh có khả năng như sau. Khu vực phía Bắc tỉnh bao gồm thành phố Đà Lạt, huyện Lạc Dương và huyện Đam Rông. Trời nhiều mây tại khu vực này, ban ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 13 đến 27 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Và tiếp theo là khu vực phía đông tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà và Di Linh. Ngày mai thời tiết tại khu vực này có trời nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, gió đổi hướng cấp 2, cấp 3, nhiệt độ dao động từ 17 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 70 đến 75%. Và tiếp theo là khu vực phía nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Nền nhiệt ở khu vực này dao động từ 18 đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%, ban ngày trời nắng nhiều mây. Những cơn mưa rào kèm dông có thể sẽ xuất hiện vào chiều tối, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Và cuối cùng là khu vực phía tây nam tỉnh Lâm Đồng, bao gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Nhiệt độ khá cao tại khu vực này, dao động từ 21 đến 33 độ, độ ẩm trung bình từ 80 đến 85%. Thời tiết nắng ráo vào ban ngày, ngày mai trời nhiều mây tại khu vực này có thể sẽ xuất hiện mưa rào kèm dông vào chiều tối nay. Quý vị và các bạn thân mến, năm 2019, nhận thấy vườn cà phê của gia đình bước vào giai đoạn già cỗi kém hiệu quả, nên một người nông dân ở xã Nam Hà, huyện Lâm Hà lên phương án chuyển đổi cây trồng. Và sau khi tìm hiểu mô hình trồng măng tây mang lại hiệu quả kinh tế cao, nên ông quyết định đầu tư thay thế măng tây cho vườn của mình. Cùng với việc nắm bắt kỹ thuật chăm sóc, chủ động được nguồn vốn và tìm kiếm được thị trường, đã mang lại nhiều tín hiệu khả quan cho sự chuyển đổi này. Cụ thể hơn về thông tin này, mời quý vị cùng đón theo dõi trong chương trình 365 ngày chuyển động được phát sóng ngay sau đây. Còn bây giờ sẽ là dự báo thời tiết cho những tháng cảnh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và bảng nhiệt độ các tỉnh thành trong cả nước. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.